Nếu mà thật sự là sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín Phật giáo, xúc phạm Phật giáo, phỉ báng Phật giáo, thì dứt khoát phải có biện pháp, đó là phải xử lý tờ báo đó, thì chúng ta gửi cho cơ quan chức năng. Thì hiện nay luật pháp Việt Nam là có chế tài rất là mạnh đối với báo chí, trừ báo chí sai, nhất là báo chí sai nghiêm trọng thì có các chế tài sau đây. Thứ nhất là phê bình, khiển trách, cảnh cáo, tước thẻ nhà báo, cảnh cáo, cách chức tổng biên tập, tước thẻ nhà báo tổng biên tập, và thậm chí đình bản tờ báo, đình bản tờ báo luôn. Như thế phải nói là chế tài đối với báo chí rất là nặng, nhưng mà với điều kiện là phải có bằng chứng chứng minh là báo sai, phải có bằng chứng chứng minh là tính chất mức độ nghiêm trọng của cái sai đó thì mới xử lý tương xứng được. Bây giờ tiếp theo ứng phó với các vấn đề truyền thông. Bây giờ hôm nay xin báo cáo với các quý vị là truyền thông là phải nhìn thẳng vào sự thật. Truyền thông là đối diện với thực tế. Cho nên chúng ta phải tiếp cận được thực tế. Mà thực tế nó có những chuyện rất là phù hợp, rất dễ chịu với mình. Nhưng mà cũng có rất nhiều việc không dễ chịu với mình đâu. Nghĩa là mình phải chấp nhận. Mình phải chấp nhận thực tế có những vấn đề thách thức. Cho hôm nay tôi phải nói là có những nội dung thế này. Thứ nhất là báo chí đưa tin tiêu cực về Phật giáo. Trước đây báo chí ít đưa tin về Phật giáo và cũng rất ít đưa tin tiêu cực về Phật giáo. Nhưng bây giờ thì có, và có khá nhiều. Hôm qua nhà báo Thanh Lâm đã cho chúng ta thấy một bức tranh là có rất nhiều vấn đề, đặc biệt trong năm 2019 này, báo chí nói về Phật giáo hơi nhiều so với các năm trước và hơi tiêu cực. Đấy, mình lấy được thực tế cuộc đời nó là như thế. Thế bây giờ thứ nhất là báo chí đưa tin bất lợi cho tăng ni và tổ chức Phật giáo thì cần phải làm gì? Cần phải làm gì? Bây giờ có một tờ báo, hai tờ báo, năm sáu tờ báo, họ đưa thông tin bất lợi tiêu cực về Phật giáo, về tăng ni, thế mình làm gì? Có mấy phương án. Thứ nhất là mình không làm gì cả, tức là hoạt động truyền thông bằng không, đúng không ạ? Thứ hai mình làm thế nào? Thứ hai là mình báo cáo với nhà nước xử phạt báo chí. Rất nhiều các nơi như thế, thấy báo chí nói tiêu cực về Phật giáo là báo cáo nhà nước xử phạt báo chí, đúng không ạ? Đấy là phương án thứ hai. Phương án thứ ba là gì ạ? Phương án thứ ba là bình tĩnh, kiểm tra, xác minh, kết luận, xem báo nói đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Cái này mới là truyền thông này. Truyền thông là phân tích xem, tự mình tổ chức trong giáo hội và có thể phối hợp với các đơn vị chức năng nhà nước tổ chức kiểm tra, xác minh và kết luận báo này nói đúng hay là sai, đúng chỗ nào, sai chỗ nào, đặc biệt là báo nói sai chỗ nào. Như thế mới là hoạt động truyền thông. Cho nên rất nhiều cơ quan nhà nước cũng chưa làm cái việc này, nhưng bây giờ phải làm. Không thì báo chí cứ nói tiêu cực thì tác hại rất rất ghê gớm, và cũng không ai biết được tin giả hay tin thật. Mình không tổ chức kiểm tra, xác minh và kết luận thì không bao giờ biết được đâu là tin giả, đâu là tin thật. Chỉ khi mình kết luận báo sai thì mới nói đó là tin giả. Và khi mình đã kết luận nó là tin giả thì tin giả này chấm dứt tồn tại ngay, đúng không ạ? Không ai tin nữa. Chứ còn chừng nào mình chưa có kết luận, chưa có cơ quan chức năng kết luận thì tin giả cũng cứ tưởng là tin thật, và nó vẫn cứ sống tồn tại, và nó tác hại nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín của Phật giáo. Cho nên khi báo chí đưa thông tin bất lợi cho tổ chức Phật giáo, dứt khoát phải có biện pháp truyền thông, đó là kiểm tra, xác minh, kết luận báo nói đúng hay sai, thì chúng ta mới giải quyết được, và mới hạn chế được, mới vô hiệu hóa được tác hại của những bài báo tiêu cực. Cái thứ hai, kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận cho thấy báo nói đúng sự thật thì sao? Mình kiểm tra xác minh báo nói đúng là báo nói đúng thật rồi. Đây mình trường hợp này mình làm nào? Mình phải phát ngôn tuyên bố báo này nói đúng sự thật, và cơ sở Phật giáo tăng ni này có khiếm khuyết, có sai, cho nên chúng tôi phải chấn chỉnh, phải sửa sai. Đây mới là truyền thông. Chứ báo nói đúng xong rồi mình cứ im lặng ấy, mình kiểm tra kết luận xem báo nói đúng thì mình im lặng nói gì cả, thế không có tác động đâu. Mình phải thừa nhận báo nói là đúng, và thật sự tăng ni Phật tử nó có khuyết điểm, có sai, và xử lý, không chấn chỉnh, để việc này sẽ không xảy ra nữa, không tái diễn nữa. Đấy mới là truyền thông, đấy mới là nâng cao uy tín hình ảnh của Phật giáo. Thứ ba là kiểm tra, kết quả kiểm tra xác minh cho thấy
báo nói không đúng sự thật thì sao? Báo nói không đúng sự thật, kiểm tra xong báo nói không đúng sự thật, mình có bằng chứng hiển nhiên thuyết phục chứng minh là báo sai, bây giờ làm thế nào? Cái này rất nhiều nơi cũng không biết áp dụng thế nào cả. Khi mà có bằng chứng chứng minh là báo sai được rồi thì theo luật báo chí chúng ta có một văn bản gửi tổng biên tập tờ báo đó yêu cầu báo thực hiện cải chính xin lỗi theo luật báo chí nha. Báo sai rõ ràng rồi thì chúng ta có văn bản, và theo luật báo chí thì báo chí sẽ đăng cái văn bản của mình yêu cầu cải chính xin lỗi, và báo chí sẽ thực hiện cải chính xin lỗi. Thì như thế biện pháp truyền thông có hiệu quả, mọi người cả triệu người thấy được báo này nói sai rồi, báo nói sai báo phải xin lỗi đây này, thế là hình ảnh uy tín của chúng ta không bị tổn hại. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy báo nói sai chúng ta không im lặng không làm gì cả, thế là thiên hạ có biết là báo sai đâu, cả mấy chục triệu người cứ nghĩ là báo nói đúng, đúng không ạ? Thế là chúng ta bị tổn hại hình ảnh uy tín một cách không đáng có, đúng không ạ? Chứ trường hợp báo sai phải dứt khoát là phải yêu cầu cải chính xin lỗi. Thứ hai là nếu mà báo sai nghiêm trọng, nếu báo sai nghiêm trọng thì kèm theo yêu cầu báo cải chính xin lỗi thì chúng ta gửi các quan chức năng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin phải xử lý tờ báo này. Nếu mà thật sự là sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín Phật giáo, xúc phạm Phật giáo, phỉ báng Phật giáo thì dứt khoát phải có biện pháp, đó là phải xử lý tờ báo đó thì chúng ta gửi cho cơ quan chức năng. Thì hiện nay luật pháp Việt Nam là có chế tài rất là mạnh đối với báo chí trường hợp báo chí sai, nhất là báo chí sai nghiêm trọng thì có các chế tài sau đây. Thứ nhất là phê bình, khiển trách, cảnh cáo, tước thẻ nhà báo, cảnh cáo, cách chức tổng biên tập, tước thẻ nhà báo tổng biên tập và thậm chí đình bản tờ báo, đình bản tờ báo luôn. Như thế phải nói là chế tài đối với báo chí rất là nặng, nhưng mà với điều kiện là phải có bằng chứng chứng minh là báo sai, phải có bằng chứng chứng minh là tính chất mức độ nghiêm trọng của cái sai đó thì mới xử lý tương xứng được. Tiếp theo là mạng xã hội nó tiêu cực thì sao? Bây giờ người ta không đăng bài trên báo mà người ta đăng trên mạng xã hội thì vô vàn nhiều, đúng không ạ? Hôm qua nhà báo Thanh Lâm đã cho chúng ta thấy một bức tranh thực tế rồi, vô vàn nhiều bài báo nói trên mạng xã hội, vô vàn nhiều ý kiến comment trên mạng xã hội. Thế bây giờ chúng ta ứng phó thế nào? Khi mạng xã hội nói bất lợi, tiêu cực cho tăng ni và tổ chức Phật giáo, chúng ta cần làm gì? Thế bây giờ nếu chúng ta thứ nhất là chúng ta không làm gì cả, chúng ta không làm gì cả thì hàng trăm hàng nghìn bài trên mạng xã hội, người ta thấy sự im lặng của mình là mình thừa nhận họ nói đúng. Đúng không ạ? Anh không có hoạt động truyền thông gì, người ta nói lung tung, người ta nói sai mà mình không có phản ứng gì cả thì người ta mặc nhiên sẽ hiểu là họ nói đúng. Cho nên dứt khoát chúng ta phải có biện pháp truyền thông. Bài viết trên mạng xã hội phải có biện pháp truyền thông. Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là chúng ta phải tổ chức theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Bây giờ có những phần mềm, như hôm qua nhà báo Thanh Lâm nói, có phần mềm quét các thông tin, các bài vở để biết được là báo chí đang nói cái gì, đang nói tiêu cực hay tích cực, là có thống kê hàng ngày, có thể làm được hàng ngày đều có thống kê cả. Cho nên mình thứ nhất là theo dõi xem mạng xã hội nói gì, đúng không ạ? Cái thứ hai á là những cái nội dung họ nói mà họ nói giống nhau và nói tiêu cực cho Phật giáo thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cũng có biện pháp truyền thông giống như đối với báo chí, tức là phải tổ chức kiểm tra xác minh thông tin. Bây giờ rất nhiều cơ quan nhà nước nói mạng xã hội thì chấp làm gì, mạng xã hội nó nói lung tung như thế ai chấp làm gì, cho nên là thôi họ nói kệ nó thôi, chứ báo chí thì mình có biện pháp ứng phó, chứ còn mạng xã hội thì cho qua là không được. Tác động của mạng xã hội nhiều khi nó còn mạnh không kém gì báo chí đâu. Cho nên mình muốn mục đích của truyền thông là giữ gìn bảo vệ hình ảnh uy tín Phật giáo thì dứt khoát phải có biện pháp truyền thông. Có biện pháp truyền thông thì là gì ạ? Thì phải kiểm tra xác minh cái điều mạng xã hội nói và kết luận họ nói đúng hay sai. Cái này mới quan trọng này. Mình phải kết luận mạng xã hội nói cả triệu người nói nhưng mà người ta nói sai, mình kết luận họ nói sai và đưa bằng chứng chứng minh họ nói sai, thì mình công bố cái bằng chứng đó thì cả triệu người tắt điện hết liền. Một triệu người đang nghĩ là như thế này, mình công bố không phải như thế là một phát là một triệu người tắt điện liền. Chứ là mạng xã hội nó có cái hay như thế, đúng không ạ? Khi mà mình đã nói cái này nói sai, tin giả rồi thì coi không ai tin đi điều đó nữa cả, đã hết. Đấy, cho nên là cái biện pháp truyền thông cần thiết là mạng xã hội chúng ta cũng phải đối phó, ứng phó như là với báo chí. Mạng xã hội nói tiêu cực cho Phật giáo phải tổ chức kiểm tra xác minh nghiêm túc và có kết luận. Đấy là cái biện pháp truyền thông rất cần thiết. Thứ hai,
khi mà kết quả kiểm tra xác minh cho thấy mạng xã hội là đúng sự thật thì như thế nào? Chúng ta phải thừa nhận dư luận trên mạng xã hội nói thế này là đúng, tăng ni Phật tử này là sai, cơ sở Phật giáo này có sai sót, chúng tôi chấn chỉnh việc này, khắc phục việc này, công bố luôn như phát ngôn như thế thì xã hội sẽ nể trọng chúng ta. Đấy, mạng xã hội nói thế mà Phật giáo cũng là nghiêm túc tự xem xét lại mình và thấy là có sai và tổ chức sửa rất nghiêm túc liền. Cái việc này ấy, nó làm củng cố thêm uy tín và hình ảnh của Phật giáo. Trường hợp tiếp theo thứ ba là gì ạ? Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy mạng xã hội nói không đúng sự thật, chúng ta làm gì? Cái mạng xã hội chúng ta không thể làm văn bản yêu cầu cải chính xin lỗi như với báo chí. Nhưng mà chúng ta áp dụng thế nào ạ? Mạng xã hội nói sai thì mình sao ạ? Mình kiểm tra xác minh kết luận mạng xã hội nói sai, mình có bằng chứng thuyết phục để chứng minh mạng xã hội nói sai thì mình nào ạ? Mình ra thông cáo báo chí. Thời gian mấy ngày gần đây trên mạng xã hội có dư luận thế này, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra xác minh thông tin và kết luận cái dư luận này, hiểu nhận thức này trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Bằng chứng là như thế này đây. Cho nên chúng tôi bác bỏ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Và chúng ta để thông báo cho mọi người biết, đưa lên cổng thông tin điện tử, đưa lên trang thông tin điện tử, chúng ta gửi cho các báo đài đều đăng cả. Mọi phương tiện truyền thông trên mạng xã hội chúng ta đưa lên hết, tất cả các thông tin đều đưa lên hết. Mình chủ động, mình xem xét và mình kết luận là thông tin này là sai sự thật, làm tổn hại hình ảnh uy tín Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi xin bác bỏ thông tin sai thật. Đây là bằng chứng để chứng minh điều đó là sai. Là như thế là đối với mạng xã hội chúng ta cũng ứng xử. Đấy, như thế là gì ạ? Như thế là mạng xã hội 1 triệu người mà 1 triệu người hiểu sai, chúng ta chỉ nói một câu là xong à? Rất hiệu quả, có phải nói một câu là xong? Là 1 triệu người, người ta phải nghĩ lại liền, người ta phải sám hối liền vì người ta đi tin vào điều sai. Đấy mà, như thế để thấy là cái hiệu quả truyền thông của mình rất là quan trọng. Bây giờ tiếp theo là khủng hoảng truyền thông thế nào? Bây giờ ứng phó với khủng hoảng truyền thông thì chúng ta làm thế nào? Thứ nhất là khái niệm thế nào là khủng hoảng truyền thông? Khủng hoảng truyền thông khái niệm thế này, đó là tình huống mà tăng ni Phật tử, tổ chức Phật giáo trở thành tâm điểm chú ý của công chúng một cách không mong muốn. Tự dưng đang yên đang lành, mình rơi vào tâm điểm của bão truyền thông một cách không mong muốn và có nguy cơ làm tổn hại hình ảnh uy tín của tăng ni và tổ chức Phật giáo. Đấy là khái niệm khủng hoảng truyền thông. Tự dưng mình không mong muốn nhưng mà nó xảy ra tự nhiên, cả xã hội tập trung vào mình. Cả xã hội, cả triệu người muốn soi mình, muốn biết những việc liên quan đến mình và mình phải lên tiếng, mình phải nói. Thế đấy là khủng hoảng truyền thông. Thế là khái niệm khủng hoảng truyền thông. Thứ hai nữa là cái đặc điểm khủng hoảng truyền thông là gì ạ? Thứ nhất là khủng hoảng truyền thông thông thường nó xuất phát từ một sự kiện bất ngờ không ai mong đợi, không mong đợi, không ai dự kiến trước được. Thứ hai là khi sự kiện này được đưa lên mạng đầu tiên thì là thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Thứ ba là thông tin lan truyền rất nhanh và tác động tiêu cực, làm tổn hại uy tín hình ảnh của Phật giáo. Đấy mới là khủng hoảng. Thông tin lan truyền rất nhanh và thông tin tiêu cực bất lợi, lan truyền càng nhanh, càng rộng thì bất lợi nó càng nhiều. Mấy tình huống sau đây đã xảy ra này, là liên quan đến khủng hoảng này. Thứ nhất là phát ngôn gây sốc, vạ miệng khẩu nghiệp. Có một nhà sư, một Phật tử có thể có những lời nói mà gây sốc, hay là một người cư sĩ thôi phát ngôn gây sốc. Đấy là đã gây ra khủng hoảng truyền thông do cái quản lý lời nói của mình chưa tốt. Thứ hai là cái hành vi vi phạm pháp luật, thế đương nhiên rồi, bị phát hiện, bị phanh phui. Thứ ba là hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm những điều bị cấm, bị phát hiện. Thứ tư là tiết lộ hình ảnh phản cảm, nhạy cảm, video clip gây tai tiếng. Đấy, thế cái này chúng ta đã thấy là có rồi, đúng không ạ? Bây giờ dấu hiệu khủng hoảng thứ nhất là thông tin xuất hiện được dư luận quan tâm đầu tiên là trên mạng xã hội. Bây giờ khủng hoảng truyền thông hầu hết là xuất hiện đầu tiên, nơi đưa ra thông tin đầu tiên là trên mạng xã hội và lan tỏa rất nhanh. Thứ hai là từ mạng xã hội bắt đầu nó leo lên báo chí của nhà nước, rồi nó lên cả báo chí nước ngoài. Cái độ liên thông và lan truyền rất là nhanh, liên thông dưới các kênh, lan tỏa rất nhanh và phổ biến rộng. Đây là đặc điểm của khủng hoảng truyền thông. Dấu hiệu là số lượng tin bài nhiều, ảnh nhiều, clip nhiều, lan tỏa clip khắp nơi.
Mỗi báo thì đăng nhiều tin, nhiều bài, nhiều kỳ. Mức độ phản hồi trên mạng rất lớn. Số lượng view nhiều, những người vào like, vào share, vào comment, số lượng đều lớn cả. Đấy là dấu hiệu khủng hoảng truyền thông. Và đặc biệt là khi khủng hoảng truyền thông xảy ra thì thông thường có gì ạ? Thứ nhất là thông tin người ta thêm thắt vào, thông tin thiếu chuẩn xác rất là nhiều, thông tin mâu thuẫn nhau rất là nhiều, bịa đặt cũng rất là nhiều. Đấy, đấy là gọi là nhiễu thông tin. Khủng hoảng truyền thông thường là đồng hành với nhiễu thông tin. Và đặc biệt trong bối cảnh nhiễu thông tin đó thì người ta bình luận rất là nhiều và rất là tự do. Các diễn đàn tự phát xuất hiện rất nhiều. Các quan điểm được bày tỏ rất là nhanh. Có cả những ý kiến thiếu xây dựng, có cả những ý kiến thiếu thiện chí, có cả những ý kiến thiếu văn hóa. Đấy là đặc điểm là của bàn tán, bàn luận trên mạng xã hội. Và đặc biệt là người ta suy diễn rất nhanh, quy kết rất vội vàng, không cần căn cứ gì cả, người ta quy kết luôn. Cái quy kết này mới nguy hiểm, đúng không? Người ta quy kết là thế tổ chức Phật giáo là thế, nhà sư là thế, là Phật giáo Việt Nam là thế. Cái quy kết này là vô cùng nguy hiểm, tức là phán quyết của dư luận trên mạng xã hội, mà trong khi đó là chưa được phân xử, chưa được tranh biện gì cả. Tiếp theo là trong bối cảnh đó thì tăng ni Phật tử, tổ chức Phật giáo chưa kịp lên tiếng. Truyền thông của mình mà chậm chạp, hầu hết truyền thông chậm chạp ở Việt Nam ấy, đó là chậm lên tiếng. Mà trên mạng xã hội nó diễn biến rất nhanh như cơn cuồng phong thế này. Người ta bàn luận, người ta trao đổi, người ta quy kết suy diễn các kiểu. Trong khi đó mình thì là bình chân như vậy. Đấy là cái nhược điểm hiện nay. Cơ quan nhà nước cũng thế, mà tổ chức xã hội cũng thế. Tức là phản ứng chậm. Phản ứng chậm tức là thua. Phản ứng chậm tức là mình nhường cái cơn cuồng phong này, cái trận chiến truyền thông này, mình nhường cho đối phương rồi, mình đứng ngoài cuộc rồi, là mình thua rồi. Đấy, thứ nhất là chưa kịp lên tiếng. Thứ hai là mình phát ngôn cung cấp thông tin nhưng mà chưa đầy đủ. Chưa đầy đủ. Giải thích rồi nhưng mà giải thích chưa rõ ràng. Giải trình nhưng mà chưa thỏa đáng và chưa thuyết phục. Thế là khủng hoảng, nó vẫn cứ tiếp diễn. Cho đến khi nào mình cung cấp thông tin thật đầy đủ, mình giải thích, giải trình thỏa đáng thuyết phục thì mới thôi. Bây giờ yêu cầu ứng phó với khủng hoảng truyền thông thì cần những yêu cầu gì? Thứ nhất, quan trọng nhất là nhạy bén, sớm nhận diện khủng hoảng truyền thông. Cái này là ưu tiên số 1. Khủng hoảng truyền thông giống như cháy nhà. Cháy nhà quan trọng nhất là phát hiện nhà cháy sớm. Phát hiện nhà cháy sớm với một đống lửa nhỏ này dập cây dễ không? Mình phát hiện nhà cháy chậm, khi nó chảy bùng lên rồi thì vô cùng khó, rất khó chữa, mà thiệt hại thì vô cùng lớn. Cho nên khủng hoảng truyền thông quan trọng nhất là nhạy bén, nhận diện sớm, nó là khủng hoảng. Ở Hà Nội ấy, tại sao người ta phản ứng chậm? Bởi vì khủng hoảng truyền thông cháy nhà rồi, họ cứ tưởng là chưa cháy nhà. Quan trọng nhất là ngay từ đầu anh nhận diện nó chậm, cho nên ứng phó chậm thì hậu quả rất là lớn. Đấy, mà làm thế nào mà phát hiện được khủng hoảng nhanh? Muốn phát hiện khủng hoảng sớm như thế nào ạ? Thì phải có hoạt động truyền thông thường xuyên, phải theo dõi dư luận thường xuyên trên báo chí và trên mạng xã hội, thì khi có sự cố phát hiện liền. Chứ mình không bao giờ theo dõi báo chí, không có tổ chức theo dõi mạng xã hội, thì mạng xã hội nó nói lúc nào mình cũng không biết. Mình rất bị động. Muốn chủ động là phải tổ chức trinh sát đánh địch truyền thông. Đấy, mình phải tổ chức theo dõi phát hiện địch truyền thông lúc nào xuất hiện là mình phát hiện rất nhanh. Không có hoạt động trinh sát thường xuyên thì địch đến không phát hiện kịp thời. Cho nên nó cần có chế độ theo dõi tổng hợp dư luận thường xuyên trên báo chí và trên mạng xã hội. Bây giờ cái này rẻ tiền lắm. Các phần mềm người ta quét hộ mình, giống như bên nhà báo Thanh Lâm, người ta hỗ trợ để giúp mình chứ, thì rất là dễ. Ngày nào có thể có một báo cáo. Ngày nào có một báo cáo, ngày hôm nay báo chí nói về Phật giáo nào, ngày hôm nay mạng xã hội nói về Phật giáo nào, báo chí hàng ngày luôn. Bây giờ phần mềm thông minh như thế, nó quét hàng trăm triệu tài khoản, nó báo cáo cho mình trong một ngày, không cần phải đo đếm thủ công đâu, không cần phải nhiều cán bộ truyền thông. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là khi phát hiện ra khủng hoảng thì phải có tổ chức tác chiến, phải có bộ phận tác chiến, đánh giá kịp thời về tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó thích hợp. Giống như ban chỉ đạo phòng chống bão lũ, thiên tai ấy, phải hoạt động với tinh thần khẩn trương như thế thì mới được. Yêu cầu tiếp theo là phải làm chủ được tình hình. Mình phải kiểm soát được tình hình, không có để tình hình nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.
Tức là thế nào? Mình phải nhanh chóng, mình nắm bắt thông tin. Mình phải phân tích, đánh giá được tính chất vụ việc này nó to, nó nghiêm trọng, hay là nó vừa, hay là nó nhỏ. Nếu sự việc này nhỏ ấy, thì thôi cho qua. Cho qua một hai ngày, có ai nói lẻ tẻ, rải rác gì đấy, sau người ta quên, có chuyện khác, người ta quan tâm chuyện khác hơn. Thế là chuyện nhỏ cho chìm xuồng luôn. Để yên như thế là nó tự chìm. Đây là chuyện nhỏ. Còn chuyện vừa vừa ấy, thì mình cân nhắc, mình theo dõi và cân nhắc xem có cần có biện pháp truyền thông gì hay không. Cần thì chọn lựa biện pháp nào. Nếu là chuyện vừa, còn nếu là chuyện lớn, chuyện nghiêm trọng thì dứt khoát phải có biện pháp khủng hoảng, xử lý khủng hoảng truyền thông. Đối với sự kiện lớn, tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Phật giáo thì dứt khoát phải theo quy trình giải quyết khủng hoảng truyền thông. Đấy. Và xác định được cái giai đoạn của khủng hoảng. Nếu khủng hoảng chuyện này nó mới nói trên mạng xã hội thôi, báo đài nhà nước chưa đăng, thì đấy gọi là giai đoạn này, giai đoạn mới bắt đầu khủng hoảng thôi. Còn khi mà mạng xã hội nói rồi, bắt đầu lên báo đài nhà nước nói rồi, lúc bây giờ là khủng hoảng ở quy mô lan rộng hơn rồi. Đấy. Và dự kiến các biện pháp giải quyết vấn đề như thế nào, khắc phục hậu quả thế nào, phải có biện pháp bước 1, bước 2, bước 3. Giống như nhà nước bây giờ, nhà nước chúng ta bây giờ đang xử lý cái khủng hoảng mà 39 người nghi là người Việt Nam chết trong cái xe container của Anh ấy, thì đây là một cuộc khủng hoảng truyền thông đối ngoại nhà nước Việt Nam đang đối phó. Và ngày sáng hôm nay chúng ta xem người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã ra tuyên bố ban đầu rồi. Tuyên bố để bày tỏ đau xót này, rồi là tất cả nha, 1 2 3 4 5 nội dung rất đầy đủ, là trong đó nhà nước sẽ làm những việc gì, từng bước theo quy trình nhà nước sẽ làm gì. Đấy là quy trình khắc phục hậu quả. Tiếp theo là trong khủng hoảng truyền thông, quan trọng là xác lập một đầu mối thông tin. Khi khủng hoảng truyền thông ấy, thì các báo người ta hỏi khắp nơi, ai người ta hỏi cả. Thế bây giờ nếu mình cử ra một đầu mối để nói việc này, cái khủng hoảng này nó diễn ra có thể một tuần, thì trong suốt một tuần đó báo chí hỏi ai, chỉ có một người nói thôi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử ra một vị, ví dụ như trưởng ban truyền thông Phật giáo, là một đầu mối, ai hỏi gì một người này nói thôi. Chứ không để 5-7 người nói, mỗi người nói khác nhau là không tốt. Và báo chí người ta không biết đằng nào, người ta cứ hỏi lung tung, gặp ai cũng hỏi cả. Thì mình chọn một đầu mối để phát ngôn trong tình huống khủng hoảng là rất cần thiết. Mà cái nguyên tắc trong giải quyết khủng hoảng truyền thông đó là gì ạ? Đó là chủ động thông tin. Chủ động thông tin là rất quan trọng. Thứ nhất là khi sự việc xảy ra, không cần chờ báo chí đến hỏi chúng ta. Chúng ta chủ động bằng thông cáo báo chí, chúng ta giành quyền phát ngôn diễn giải ngay từ đầu. Báo chí chưa ào ào kéo đến, chúng ta đã chủ động, chúng ta nói rồi. Chúng ta phát ngôn, chúng ta tuyên bố rồi, bằng thông cáo báo chí và đưa lên trang thông tin điện tử, chủ động. Đấy mới là phát ngôn chủ động. Chúng ta giải thích làm rõ những thông tin thiếu chuẩn xác hiện nay. Thông tin thế này là không chuẩn xác, thông tin này là sai lệch, thông tin này là hiểu nhầm, thông tin này quy kết thiếu căn cứ. Chúng ta bác bỏ ngay. Chỉ bằng thông cáo báo chí thôi, chủ động làm cái việc đó. Bác bỏ những thông tin xuyên tạc, bịa đặt và vu khống, bác bỏ luôn. Theo quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông ấy, thì chúng ta có thể làm thế nào? Có thể là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì địa điểm đó tùy tính chất. Nếu nó mà nghiêm trọng quá thì Giáo hội Việt Nam Trung ương ra thông cáo báo chí. Nếu chuyện nhỏ và vừa thì Giáo hội Phật giáo của Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chuyện nhỏ nữa, Giáo hội Phật giáo của quận huyện thôi, của quận mấy thôi nha, thì ra một thông cáo báo chí. Tức là mình ra tuyên bố chỉ một hai câu, giống như cách nói của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ra thông cáo báo chí đăng như thế thôi. Nếu chuyện nhỏ thì cấp quận nói, giáo hội cấp quận, chuyện to cấp thành phố, chuyện to nó giáo hội trung ương ra tiếng. Không cần làm căng thẳng gì cả, chúng ta tuyên bố quan điểm của chúng ta công khai chính thức về việc này. Rồi sau đấy cơ quan nhà nước, ai người ta có trách nhiệm người ta làm. Còn giáo hội thì cái phát ngôn bằng thông cáo báo chí là rất quan trọng, rất dễ làm, rất thuận tiện, mà hiệu quả rất là cao, mà kịp thời. Muốn làm nhanh nhất thì chỉ có thông cáo báo chí là nhanh nhất. Họp báo thì còn rất lâu, còn cơ quan nhà nước còn họp, còn bàn, còn giải quyết thì có khi cả tuần, cả tháng chứ sao. Nhưng mà thông cáo báo chí một giờ xong liền. Một giờ xong. Mà thấy mà Trung ương cần làm thì ban truyền thông của Giáo hội Trung ương trực tiếp làm. Nếu mà Trung ương không cần làm thì ban truyền thông Giáo hội Trung ương đề nghị ban truyền thông Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh ra thông cáo báo chí. Mà hoặc là nhỏ thì đề nghị là ban truyền thông của Giáo hội Phật giáo của quận ra thông cáo báo chí thôi. Cấp nào chúng ta cân nhắc cái đó. Chứ không con gà thì không cần phải lấy cái dao to nữa chặt. Con gà nhỏ thì cái dao cắt tiết gà thôi. Phải tùy từng việc một. Cái chuyện nhỏ ấy mà mình đã đao to búa lớn nó lại không hay. Chuyện nhỏ mình bức xúc quá,
mình bao to búa lớn, đúng không ạ? Mình lấy cái búa thật to, mình đập con chim sẻ, thì xã hội thấy như thế là truyền thông chưa chuyên nghiệp. Xin cảm ơn ạ. Bây giờ tiếp theo là trong khủng hoảng ấy, là cái quan trọng nhất là mình tạo được niềm tin. Cái niềm tin hết sức là bình tĩnh của nhà Phật, trong sóng gió vẫn cứ bình tĩnh an yên. Cái đó là quan trọng. Cho nên á, trước những khó khăn thử thách sóng gió thì chúng ta có thể hiện thứ nhất là tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là gì ạ? À? Khi có sai sót khuyết điểm, mình sẵn sàng chấp nhận sai sót khuyết điểm. Mình đã gây nghiệp rồi, mình sẵn sàng, mình chịu trả quả. Đấy, rất là bình tĩnh, an yên thôi. Không phải lo lắng, không phải bức xúc, không phải cứ sồn sồn lên là phải thế nọ, phải thế kia. Yeah, phải đi ra, đi bao vây nhà trường học, để bao vây cơ quan nhà nước, để ra biểu tình. Không cần đến mức như thế. Đúng không? Những hành vi như thế là làm cho hình ảnh Phật giáo kém đi chứ không phải tốt lên. Cho nên Phật giáo mình phải rất là quan tâm cái đoạn là thể hiện bằng cách là xuống đường, bằng cách là đi bao vây, bằng những hành vi trực tiếp như thế. Tôi nghĩ đấy là nên tránh hoàn toàn. Nha. Chỉ cần một cái phát ngôn thông cáo báo chí là chúng ta có sức nặng ngàn cân luôn. Mà người ta nhìn vào, mình thấy tốt nghiêm, ý kiến của mình rất là chuẩn xác, rất là đúng mực, đúng không ạ? Rất là đúng mực. Tiếp theo nữa là thể hiện cái thái độ cầu thị và lắng nghe dư luận. Bình tĩnh, cầu thị, lắng nghe dư luận. Dư luận nói có những ý kiến khác nhau, người ta có quyền tự do ngôn luận, người ta có quyền bày tỏ ý kiến, miễn là người ta không được xúc phạm, phỉ báng mình thôi. Người ta có quyền ý kiến và chúng ta cầu thị, lắng nghe ý kiến của dư luận, là thái độ này được dư luận đánh giá rất là cao. Thứ ba là mình phải tổ chức kiểm tra xác minh, làm rõ kết luận vấn đề. Dứt khoát khủng hoảng truyền thông xảy ra, chúng ta phải tổ chức. Có thể là cấp quận, có thể là cấp tỉnh, có thể là cấp trung ương. Phải tự mình tổ chức kiểm tra xác minh, làm rõ và kết luận. Có những vấn đề nó phức tạp quá, nó vượt quá cái tầm của giáo hội, thì chúng ta đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, giúp chúng ta làm rõ và kết luận vấn đề. Và trong khi cơ quan đang kiểm tra xác minh, chưa kết luận, thì chúng ta không vội vàng lên tiếng, không vội vàng suy đoán, suy diễn gì cả. Cứ phải chờ đợi. Đấy, giống như chúng ta xem bên cơ quan của Anh ấy, cái việc 39 người Việt Nam chết là việc hết sức là đau lòng, nhưng mà người ta cứ chờ thôi, cứ phải làm theo đúng quy trình rất chặt chẽ, rất nghiêm ngặt, không được sai sót nào hết. Người ta chờ đến 7 ngày, 10 ngày vẫn cứ phải chờ, dư luận phải chờ kết quả của cơ quan chức năng. Đấy, cho nên không cần, không phải vội vàng. Một cái nội dung rất quan trọng trong truyền thông đó là nguyên tắc công khai minh bạch, là nguyên tắc phổ biến của truyền thông. Cho nên khi khủng hoảng truyền thông xảy ra đó là gì ạ? Khi khủng hoảng truyền thông là khi cái nhu cầu được biết của dư luận về mình là tăng đột biến gấp trăm lần, gấp ngàn so với bình thường. Khủng hoảng truyền thông có đặc điểm là bình thường 1.000 người quan tâm mình thôi. Khi khủng hoảng truyền thông 1 triệu người, 10 triệu người chờ xem mình nói gì, muốn biết cái chuyện gì xảy ra liên quan đến mình. Cho nên tất cả mọi con mắt đổ dồn vào mình. Thì thái độ của mình thế nào là mới đúng? Thái độ của mình là cởi mở với tinh thần công khai minh bạch. Sẵn sàng có gì tôi phơi hết sự thật ra, nói hết, nói nhanh, có gì nói liền. Cung cấp hết đầy đủ thông tin, đầy đủ chính xác cho công luận biết. Tức là mình thỏa mãn tối đa cái quyền được biết, cái nhu cầu được biết của công chúng vào thời điểm đó. Đấy, nguyên tắc đầu tiên là thế. Thỏa mãn tối đa, nhanh nhất, kịp thời nhất, đầy đủ nhất, chính xác nhất những điều mà công chúng đang muốn biết. Bây giờ tiếp theo, mấy vấn đề cần quan tâm hiện nay là những vấn đề ấy, nó ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Phật giáo Việt Nam. Những vấn đề mà tôi gọi là quan sát và thấy được. Vấn đề thứ nhất này, vấn đề thứ nhất là các hoạt động tín ngưỡng trong tổ chức Phật giáo Việt Nam mà chưa đúng với chánh pháp. Cái này là dư luận không chỉ trong Phật tử đâu, bên ngoài hàng triệu người Việt Nam ấy, bạn bè của tôi ấy, luôn luôn về hỏi là thì hoạt động nào là đúng chánh pháp, hoạt động nào không đúng chánh pháp. Thì trong năm 2019 là người ta rộ lên hàng trăm hàng nghìn bài báo về cái chuyện hoạt động nào là đúng chánh pháp, hoạt động nào không. Phật giáo Việt Nam sẽ có được hình ảnh uy tín cao hơn nếu làm rõ được cái gì là chánh pháp mà cái gì là chưa đúng chánh pháp, và có quan điểm rõ ràng chính thức. Cái này rất quan trọng nha. Quan điểm rõ ràng chính thức đối với 96 triệu người dân Việt Nam, thì cái này tôi nghĩ là rất là quan trọng.
Tiếp theo nữa là nhiệm vụ của ban truyền thông. Bây giờ cuối cùng ấy, đó là nói về nhiệm vụ của ban truyền thông Phật giáo. Thì theo tôi là có mấy cái nhiệm vụ sau đây. Nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng chiến lược truyền thông, các giải pháp truyền thông. Chiến lược truyền thông là gì? Chiến lược truyền thông là xây dựng và củng cố hình ảnh uy tín Phật giáo Việt Nam. Chiến lược thứ nhất, xây dựng củng cố hình ảnh uy tín Phật giáo Việt Nam, phải đạt được mục tiêu chiến lược đó. Thứ hai là phải giữ gìn bảo vệ hình ảnh uy tín Phật giáo Việt Nam. Hai mục tiêu chiến lược đi song song với nhau. Và kèm theo các giải pháp lớn nào để đạt được hai mục tiêu chiến lược đó. Đây chính là nhiệm vụ của ban truyền thông Phật giáo.